Liên quan tới hình tượng nhân vật mị thì chúng ta thấy có hai cái diễn biến tâm trạng của nhân vật này trong hai cảnh, đó là cảnh mùa đêm mùa xuân nghe tiếng sáo gọi bạn và cái cảnh đêm mùa đông mị cắt dây trói kêu oan phủ. Và hai vấn đề này, hai cái nội dung này có thể tách ra thành những cái nội dung, những vấn đề riêng. Vì vậy chúng ta sẽ tách ra và phân tích sâu hơn, để nếu làm về toàn bộ nhân vật mà muốn phân tích sâu ta đưa vào được. Còn nếu tách hai cái cảnh này ra, mỗi cảnh hoặc là cả hai cảnh như là những vấn đề riêng ấy, thì chúng ta cũng lấy từ đây ra để chúng ta có thể làm được bài. Ta sẽ nói cái cảnh thứ nhất là diễn biến tâm trạng thứ nhất. Trong cái cảnh thứ nhất đó là diễn biến tâm trạng mị. Diễn biến cái tâm trạng mị trong đêm mùa xuân, có người gọi là đêm đêm xuân tình nhé nào. Ở đây chúng ta gọi là trong đêm mùa xuân nghe tiếng sáo gọi bạn, nghe tiếng sáo nào, gọi bạn. Vì nó là một trong những cái vấn đề trọng tâm có thể tách ra thành vấn đề riêng để hỏi nào, để phân tích. Cho nên chúng ta trong phân tích nhân vật mị thì vừa nãy chúng ta nói cách khái quát thôi, còn bây giờ chúng ta tách ra để phân tích sâu hơn. Đọc thì trước hết ấy, cái diễn biến tâm trạng mị, cái điều đầu tiên mà chúng ta cần lưu ý đó là sao? Chúng ta phải khái quát cái trước khi mà mị gì nhỉ? Trong cái đêm mùa xuân nghe tiếng sáo gọi bạn ấy, thì bị áp bức quá nặng nề, bị áp bức quá nặng nề. Nhiều lúc mị trở nên cam chịu, nhiều lúc mị trở nên cam chịu. Và các cái chi tiết nghệ thuật là trong tác phẩm cho ta thấy điều đó, nhiều lúc mị trở nên cam chịu. Nhưng mà sau đó thì sao nào? Ở cái đêm mùa xuân nào, khi mà xuân về Tết đến là hồng ngày, nó đã tác động ảnh hưởng đến mị như thế nào nào? Thì cái điểm tiếp theo ấy, nội dung tiếp theo mà chúng ta cần lưu ý đó là mùa xuân của đất trời. Khi mà mùa xuân đến, mùa xuân của đất trời cũng như gợi lên cả cái sức sống mùa xuân trong mị, gợi lên sức sống mùa xuân trong mị. Mùa xuân trong mình, mùa xuân của đất trời như gợi lên cả cái sức sống mùa xuân trong mình. Và lần lượt từng các cái chi tiết mà chúng ta cần nói rõ hơn. Cái thứ nhất đó là chúng ta trở lại với cái chi tiết mà mình uống rượu nào, để thấy được một cái sức sống tiềm ẩn bên trong mình nào. Khi mà mình uống rượu trong ngày Tết, cái lúc ở nhà thống lĩnh Pa Trang, cái đó chúng ta không trở lại, không nói lại nữa nào. Cái điều mà chúng ta cần quan tâm hơn đó là liên quan tới cái tiếng sáo gọi bạn nào. Thế thì cái vai trò của cái tiếng sáo gọi bạn ấy trong cái diễn biến tâm trạng mình như thế nào nào? Thì cái tiếng sáo gọi bạn chính là một cái tiếng sáo có ý nghĩa thức tỉnh nào. Tiếng sáo gọi bạn nó đã làm sống lại con người tâm linh trong mình, làm sống lại con người tâm linh trong mình, và đưa mình từ cõi quên trở về cõi nhớ, đưa mình từ cõi quên trở về cõi nhớ, đưa mình từ cõi quên trở về cõi nhớ. Đây là một cái diễn biến tâm lý mà nó theo một cái logic hết sức biện chứng, hết sức hợp lý. Các em nhớ lại, khi mà Chí Phèo thức tỉnh lương tâm trong cái chuyện ngắn Chí Phèo của Nam Cao, thì tác giả cũng miêu tả theo cái một cái quy luật biện chứng của tâm lý như thế nào. Chí Phèo cũng từ cõi quên trở về cõi nhớ lúc mà thức tỉnh. Chí Phèo nhớ lại cái giấc mơ lương thiện của anh Canh Điền thuở nào, và từ cái giấc mơ lương thiện trong quá khứ ấy, thì Chí Phèo càng khao khát được sống lương thiện trong hiện tại. Một cái quy luật mà chúng ta thấy là tác giả miêu tả nó rất hợp logic, rất biện chứng.
Thì ở đây cũng thế, tiếng sáo gọi bạn đã làm thức dậy cái con người tâm linh trong mình. Nó đưa mị từ cõi quên trở về cõi nhớ. Mị nhớ điều gì? Mị nhớ hai điều. Mị nhớ cái chỗ này Tô Hoài thể hiện rất tinh tế mà rất đúng. Mị nhớ trước hết là mị nhớ về quá khứ. Nhưng mà mị nhớ về quá khứ. Nhưng trong cái quá khứ ấy có hai điều. Có một cái quá khứ đau khổ. Quá khứ đau khổ. Cái quá khứ đau khổ vừa mới xảy ra thôi. Từ cái lúc mà mị về làm dâu gạt nợ ấy, cái quá khứ đau khổ ấy. Và nhớ về quá khứ đau khổ vừa mới xảy ra từ khi về làm dâu gạt nợ, thì nó dẫn đến một cái suy nghĩ của mị. Dẫn đến một suy nghĩ của mị. Đó là mị muốn gì nhỉ? Muốn chết. Muốn chết. Cái quá khứ đau khổ, cái vết thương lòng còn tươi rói ấy, nó làm mị đau. Mị ý thức được điều ấy. Chứ không phải là sống lâu trong cái khổ mị đã quen khổ rồi nữa. Bây giờ mị ý thức được cái đau khổ ấy, mị chỉ muốn chết. Và tác giả miêu tả đấy. Nếu có nắm lá ngón lúc ấy, mị sẽ ăn để chết ngay. Con nhớ về một cái quá khứ đau khổ. Vừa mới đây thôi, vừa mới xảy ra. Nhưng nếu chỉ có thế thôi thì gì nhỉ? Thì chúng ta không thấy được cái hợp lý, cái logic để làm nên cái sức sống tiềm tàng của mị. Mị còn nhớ về một quá khứ nữa. Đó là quá khứ hạnh phúc. Quá khứ hạnh phúc. Mị còn nhớ về một quá khứ hạnh phúc. Và nhớ về quá khứ hạnh phúc thì tất nhiên nào, mị sẽ sao? Mị sẽ khao khát sống, khao khát niềm hạnh phúc trong hiện tại. Mị sẽ khao khát sống, khao khát hạnh phúc trong hiện tại. Và chỗ này thì bắt đầu các em cũng tập trung phân tích sâu hơn cái diễn biến tâm trạng mị khi mị nhớ về cái quá khứ hạnh phúc. Chỗ này cần đi sâu, tập trung, đưa ra các chi tiết, các dẫn chứng để làm sáng tỏ. Mị nhớ lại những cái ngày còn ở nhà. Mà như ta đã nói, mị là cô gái, mà là một thiếu nữ, trẻ trung này, rau sức sống, lại nết na này. Thêm vào đó, một thiếu nữ xinh đẹp. Mị lại có tài thổi sáo. Tài thổi sáo. Trong chuyện nói là mị thổi lá cũng hay như thổi sáo. Mị thổi lá cũng hay như thổi sáo. Hai điều. Sắc đẹp. Tiếng sáo của mị đúng là làm say đắm lòng những chàng trai. Nào là những cái cuộc vui xuân. Nào. Những cuộc đi chơi của thanh niên trai gái trong ngày xuân. Nào. Có thể cùng mị thổi khèn thổi sáo. Đi hết quần núi này sang quần núi khác. Rồi như là tác giả miêu tả. Nào. Cái mảnh đất cạnh vách đầu giường mị đã nhẫn đi bởi vết chân của dế của các chàng trai đến thổi sáo gọi bạn. Nhớ lại cả một cái quá khứ tươi đẹp ấy. Đó. Và từ cái quá khứ tươi đẹp trong hiện tại thì mị lại càng khao khát hạnh phúc trong dế trong hiện tại. Khao khát sống đã đành nhưng khao khát hạnh phúc trong hiện tại. Và ở cái bài phân tích nhân vật mị nói chung ta cũng đã đề cập tới những cái chi tiết này. Sửa lại mái tóc. Mị giam trong buồng tối. Nhưng trước hết mị gì nhỉ? Mị thắp sáng cái ngọn đèn thêm lên đấy. Bỏ mỡ và đĩa đèn cho căn phòng thêm sáng lên. Một sự thức tỉnh, một sự bừng sáng trong tâm hồn mị chứ. Sau đó sửa lại mái tóc. Lấy chiếc váy hoa để chuẩn bị đi chơi. Và ở đây ấy, chúng ta có thể nói một cách nói hình ảnh. Khi mà mị khao khát, sống khao khát hạnh phúc trong hiện tại. Khi mà một sức sống mùa xuân đã bừng lên trong lòng mị, thì sao? Mị thôi, mị không làm con rùa lủi lủi nơi xó cửa nữa. Mị muốn làm cánh chim tung bay giữa bầu trời tự do để chào đón mùa xuân. Mị muốn đi chơi trong ngày xuân.
và cái điều gì đã thôi thúc diễn biến tâm trạng của Mị, đã thôi thúc Mị đến cái hành động ấy. À, tác giả bắt đầu nhập thân vào nhân vật để miêu tả, để nói lên cái nỗi niềm, cái nỗi lòng tâm trạng của Mị. Mị còn trẻ lắm, Mị hãy còn trẻ, Mị muốn đi chơi. Bao nhiêu người có chồng còn đi chơi trong ngày Tết, huống chi Mị và Á Sử không có lòng với nhau mà vẫn phải ở với nhau. Đúng là một cái khao khát, là một cái sức sống mùa xuân đã bùng lên trong lòng Mị. Mị thôi không làm con rùa làm lủi lủi nơi xó cửa nữa, Mị muốn làm cánh chim tung bay giữa bầu trời tự do để chào đón mùa xuân. Và tất nhiên chúng ta lại cũng phải lưu ý cái chi tiết là Mị đã bị gì? Á Sử trói. Trong cái lúc mà gì nhỉ? Cái khao khát hạnh phúc trong hiện tại đang trở về với Mị ấy. Nào. Á Sử trói Mị. Thì sao? Nó lại chỉ càng làm bừng lên cái sức sống mùa xuân trong Mị mà thôi. Càng làm bừng lên cái sức sống mùa xuân trong lòng Mị, không dám nổi cái sức sống mùa xuân trong Mị. À, cái chi tiết này chúng ta có thể cũng phân tích kỹ và sâu hơn. Đọc. À, biết được gì nhỉ? Mị muốn đi chơi. Á Sử trở về mà, thậm chí là gì nhỉ? Dường như Mị không hay biết. Không hay biết. Và nếu Á Sử có ở đó thì Mị cũng thế thôi. Mị còn gì nhỉ? Đang mãi sống trong cái niềm khao khát hạnh phúc từ quá khứ mà nó dẫn đến. Thấy Mị như thế thì sao? Nào, muốn đi chơi à? Cái hành động của gì? Của Á Sử hết sức tàn nhẫn. Lấy cả một thúng, lấy cả một thúng sợi dây, trói chặt Mị vào cột. Trói xong thì sao? Á Sử còn quấn tóc Mị vào cột, làm cho Mị gì nhỉ? Không động đậy, không cựa quậy, không nhúc nhích được. Ấy vậy mà trong cái hoàn cảnh ấy, trong cái hoàn cảnh ấy thì sao? Nào, cái tiếng sáo gọi bà, nó vẫn cứ lừng lơ, nó từ bên ngoài nó vọng vào. Trước đó Mị đã từng nhẩm theo gì nhỉ, cái lời của bài hát mà người đang thổi sáo. Anh ném pháo em không bắt, em không yêu quả pháo rơi rồi. Cả một cái không khí trẻ trung, cả một cái sức sống mùa xuân ở bên ngoài, dường như cùng với tiếng sáo ùa vào trong cái căn phòng mà bị giam, bị trói ấy. Mị, cái tâm hồn Mị vẫn theo tiếng sáo đến với những cuộc vui xuân. Và đúng là như chúng ta đã phân tích. Nào, Mị vùng bước đi như thế, Mị quên mình đang bị trói như thế. Nào, Á Sử có thể giam Mị giữa ngày xuân, nhưng không thể giam Mị được cái, không thể giam được cái sức sống mùa xuân trong Mị. Và diễn biến tâm trạng của Mị nó qua cái đêm mùa xuân nghe tiếng sáo gọi bạn, nó thể hiện cái giá trị nhân đạo ở khía cạnh nào? Nó thể hiện cái giá trị nhân đạo ở cái khía cạnh thứ nhất, đó là nó thể hiện cái niềm thương cảm, niềm đồng cảm của nhà văn với những đau khổ và khát vọng của những cái con người bị áp bức, bị đẩy vào. Cái nội dung nhân đạo nó còn được toát lên từ khía cạnh nào? Nào, từ nội dung nào? Cái nội dung nhân đạo còn được toát lên nội dung tư tưởng là tác giả muốn khẳng định, muốn đề cao cái sức sống tiềm tàng của con người trong những cái hoàn cảnh bị áp bức đau khổ. Và cái đoạn miêu tả diễn biến tâm trạng Mị trong đêm mùa xuân nó cũng cho ta thấy cái tài năng nghệ thuật của Tô Hoài khi mà gì nhỉ, miêu tả nhân vật, khắc họa tính cách nhân vật bằng gì nhỉ, bằng ngòi bút miêu tả diễn biến tâm trạng, vừa chính xác lại vừa hết sức tinh tế. Đấy là riêng cái đoạn này chúng ta thành một vấn đề riêng, riêng cái chi tiết nghệ thuật này thành một vấn đề riêng. Cái chi tiết nghệ thuật thứ hai liên quan tới hình tượng nhân vật Mị mà chúng ta cần đi sâu phân tích, đó là diễn biến tâm trạng Mị trong đêm mùa đông cắt dây chói cứu A Phổ. Diễn biến tâm trạng Mị
trong đêm mùa đông. Trong đêm mùa đông, cắt dây trói cứu A Phổ. Cắt dây trói cứu A Phổ. Thì để phân tích sâu cái chi tiết nghệ thuật này, thì chúng ta cứ từng bước một qua các cái nấc thang tâm lý, qua cái diễn biến tâm trạng của nhân vật này. Cái nấc thang tâm lý thứ nhất, cái diễn biến tâm trạng đầu tiên mà chúng ta cũng cần phải khái quát, đó là cũng ở cái khía cạnh mà giống như là chúng ta phân tích ở cái diễn biến tâm trạng đầu, đó là bị áp bức quá nặng nề. Bị áp bức quá nặng nề thì sao? Mị lại trở nên cam chịu. Mị có lúc lại trở nên cam chịu như thế. Đúng là sau cái đêm mùa xuân, cái đêm mà Mỹ nghe tiếng sáo gọi bạn ấy, ta có thể nói một cách hình ảnh là tâm hồn Mỹ nổi loạn. Sau cái đêm mùa xuân mà tâm hồn Mỹ nổi loạn ấy, thì do bị áp bức quá nặng nề cho nên Mỹ lại gì nhỉ? Có lúc trở về với cái trạng thái vô cảm, trở nên cam chịu. Trở nên cam chịu. Chúng ta lấy những dẫn chứng, những chi tiết. Dường như những việc làm của Mỹ ấy là theo thói quen. Theo thói quen. Đã. Chứ chưa phải là sự ý thức. Sáng nào Mỹ cũng dậy sớm để thổi lửa. Mỹ sưởi. Đã. Ngọn lửa không chỉ là sưởi ấm Mỹ những ngày đông giá, mà ngọn lửa nó còn như là người bạn. Đã. Người bạn của Mỹ trong những cái đêm đông giá rét ở Hồng Ngài. Làm theo thói quen. Và vì vậy cho nên nó dẫn đến một cái điều mà chúng ta thấy tác giả miêu tả là Mỹ chưa ý thức, chưa thức tỉnh. Cho nên Mỹ rơi vào một cái trạng thái, đó là trạng thái vô cảm. Rơi vào trạng thái vô cảm. Và cái biểu hiện rõ nhất, đó là lúc đầu Mỹ nhìn A Phổ bị trói, Mỹ dừng dưng vô cảm. Mỹ dừng dưng vô cảm. Và cái nguyên nhân thì như ta đã nêu, đó là đúng là sống lâu trong cái khổ rồi. Mỹ quen khổ. Mỹ đã từng chứng kiến cái cảnh mà con người bị hành hạ, đau khổ trong nhà tâm lý Ba Trang. Cho nên Mỹ vô cảm trước nỗi đau. Tâm hồn Mỹ như là có lúc rồi nhà không có những cái biểu hiện của những cái xúc cảm, của những cái lòng trắc ẩn. Tê dại đi như thế. Trở nên vô cảm. Sống lâu trong cái khổ, con người ta không cảm nhận ra nỗi đau của chính mình, không cảm nhận thấy nỗi đau của chính mình, và vì vậy cũng không cảm nhận được nỗi đau của người khác. Không cảm nhận được nỗi đau của người khác. Đây là một cái điều mà chúng ta thấy là hết sức nguy hại. Một cái hiện tượng mà nếu mà con người cứ sống nhiều trong đau khổ, họ không cảm nhận được nỗi đau của mình, thì đồng thời họ cũng sẽ không cảm nhận được nỗi đau của người khác. Vô cảm như thế. Nhưng rồi đã bắt đầu có một sự thay đổi. Và để miêu tả sự diễn biến, sự thay đổi ấy trong tâm hồn Mỹ, thì chúng ta thấy tài năng và sự tinh tế của Tô Hoài. Ta thấy được tài năng và sự tinh tế của Tô Hoài khi miêu tả diễn biến tâm trạng Mỹ ở cái bước tiếp theo. Nào. Lúc đầu thì dừng dưng vô cảm như thế. Nhưng sau đó thì sao? Khi thấy A Phủ khóc, thì sao? Mỹ đã hoàn toàn thay đổi. Mỹ đã hoàn toàn thay đổi. Mỹ đã hoàn toàn thay đổi. Có người dùng một cách nói hình ảnh như thế này. Tức là cái giọt nước mắt của A Phổ, nó giống như là cái giọt nước cuối cùng để làm tràn cốc nước. Nó giống như thế. Nào. Khi Mỹ nhìn thấy gì nhỉ? Khi Mỹ nhìn thấy những cái giọt nước mắt lan trên gò má xám đen của A Phổ thì bị thay đổi. Những tác giả miêu tả thế này mới hay. Đọc. Mỹ chưa thương A Phổ luôn đâu. Miêu tả như thế chưa đúng và chưa hợp lý và chưa tinh tế. Chưa thương A Phổ luôn.
nhìn thấy A Phủ khóc thì sao? Mị nhớ lại chính mình, Mị nhớ lại chính mình và Mị sao? Mị thương mình, thương bản thân mình. Mị nhớ lại chính mình, Mị thương mình. Đấy mới là hợp lý. À, nhớ lại có lần Mị cũng bị gì? Bị trói. Nào, nước mắt chảy tràn trên mặt, chảy cả xuống miệng, chảy cả xuống cổ mà không lau đi được. Chúng ta nhớ lại cái lần mà A Sử trói Mị. Nào. Và đó là một lẽ tất nhiên. Khi mình đau khổ như thế nào thì người khác trong hoàn cảnh ấy chắc cũng đau khổ như vậy. Và sự tinh tế của Tô Hoài chính là ở đó. Từ lòng thương mình dẫn đến thương người cùng cảnh ngộ. Đấy, thế mới hợp lý. Chứ miêu tả thương A Phủ luôn không đúng, không hay, không hợp lý. Nào, từ lòng thương mình dẫn đến gì? Thương người cùng cảnh ngộ. Thương người cùng cảnh ngộ. À, thương người cùng cảnh ngộ. Và lúc đó tác giả miêu tả tâm trạng, những suy nghĩ của Mỹ đấy. Nào, Mỹ suy nghĩ là sao? À, thôi mình ấy, nào, mình đã bị trình ma, thì đến chết rũ xương ở nhà thống lĩnh. Nhưng còn A Phủ người kia. Nào, sao mà bị hành hạ đau đớn đến thế? Trong suy nghĩ của Mỹ, thống lĩnh Pa Cha, chúng nói tàn ác quá, trói người ta đến chết mất thôi. Mỹ suy nghĩ. Nào, cái diễn biến tâm trạng của Mỹ. Và thương người cùng cảnh ngộ thì tất nhiên nó dẫn đến một điều mà chúng ta thấy hết sức hợp lý, hết sức logic. Đó là Mỹ sao? À, thương người thì Mỹ đã gì nhỉ? Tìm cách cứu người. Thương người, Mỹ đã tìm cách cứu người. Và lúc này tác giả miêu tả cái tâm trạng Mỹ. Mỹ không sợ chết. Mỹ sẵn sàng chết thay cho A Phủ. Sẵn sàng chết thay cho A Phủ, không sợ chết. À, Mỹ thương người, Mỹ đã thì tìm cách cứu người. Và một cái hành động rất hợp, logic, tất yếu. Đó là Mỹ đã cắt dây chói để giải thoát cho A Phủ. Cắt dây chói giải thoát cho A Phủ. Nhưng mà cái đoạn tiếp theo ấy, tác giả miêu tả lại cũng càng logic, lại càng tinh tế. Sau khi thương người cùng cảnh ngộ cứu người, nào giải thoát cho A Phủ, thì cái diễn biến tâm trạng của Mỹ tiếp theo là gì? À, như thế là cái diễn biến tâm trạng Mỹ là thương người thì Mỹ đã tìm cách để cứu người. Nào, sau khi cứu người xong, giải thoát cho A Phủ xong, thì tác giả miêu tả diễn biến tâm trạng của Mỹ rất đúng, rất hợp lý. Là Mỹ lại gì nhỉ? Trở về với lòng tự thương mình. Tự thương mình. Và tự thương mình thì dẫn đến một hành động. Tất nhiên Mỹ phải gì? Tự cứu mình. Thương mình thì phải tự cứu mình. Tự cứu mình. Thương mình, Mỹ đã tự cứu mình. Ở chỗ này nếu mà Tô Hoài, nếu mà nhà văn lại miêu tả là sao? Mỹ sau khi giải thoát xong cho A Phủ rồi, mà như là trên diễn biến tâm trạng Mỹ không sợ chết, Mỹ sẵn sàng chết thay cho A Phủ. Rồi Mỹ lại tiếp tục ngồi bên bếp lửa sưởi để sáng ra gì nhỉ? Thống lý Pa Cha, nó dậy, nó phát hiện là gì nhỉ? A Phủ đã được giải thoát. Rồi Mỹ lại sẵn sàng gì nhỉ? Chịu chết thay cho A Phủ. Biết thấy không đúng, không hợp lý. Cho nên cái diễn biến tâm trạng tiếp theo đó là sao? Khi mà A Phủ được giải thoát rồi thì lúc này diễn biến tâm trạng của Mỹ, đó, tác giả miêu tả Mỹ lại sợ chết. Sợ chết là biểu hiện của khát vọng sống, của lòng ham sống. Biểu hiện của khát vọng sống, của lòng ham sống. Và vì vậy chúng ta thấy sự kết hợp của hai điều. Thương mình, A Phủ được giải thoát rồi, còn Mỹ lại còn lại ở lại đó. Thương mình lại khao khát sống thì tất nhiên Mỹ phải gì? Tự cứu mình. Và hành động tự cứu đó biểu hiện rất rõ. Đó là sao? Mỹ vùng chạy theo A Phủ. Mỹ vùng chạy theo A Phủ.
rất hợp lý trong diễn biến logic tâm trạng của nhân vật, rất hợp lý. Và chúng ta để ý cái ý nghĩa chi tiết nghệ thuật này. Và chúng ta nhìn lại số phận Mị khi ở nhà Thông Lý Pa Cha. Đúng là Mị lùi lối như con rùa nuôi trong xó cửa. Mị câm lặng. Mị là một công cụ lao động biết nói mà không lên tiếng nói, không dám nói, câm lặng như thế. Dường như lần đầu tiên Mị cất lên tiếng nói, thì đó là gì nhỉ? Đó là tiếng nói của khát vọng giải phóng. Tiếng nói của khát vọng giải phóng. A Phổ, cho tôi đi. A Phổ cho tôi đi với. Ở đây thì chết mất. Và sau cái tiếng nói của khát vọng giải phóng ấy, nó như là một cái hiệu lệnh từ trái tim của lòng khao khát sống ấy, thì Mị đã có hành động vùng chạy theo A Phổ. Vùng chạy theo A Phổ. Nào. Và cái hành động cứu người cũng là tự cứu ấy đã gì nhỉ, đã mở ra một cái con đường mới, một cái cuộc đời mới cho cái đôi vợ chồng người Mông này. Đó, thì diễn biến tâm trạng Mị ở cái đoạn trong cái đêm mùa đông cắt dĩ rối tư A Phổ thì chúng ta phân tích theo các cái diễn biến tâm lý ấy. Và sau đó thì chúng ta cũng khái quát cái giá trị nhân đạo của tác phẩm. Đó, giá trị nhân đạo của tác phẩm qua cái chi tiết nghệ thuật này. Đúng là nó cũng không chỉ thể hiện niềm thương cảm mà tác giả còn khẳng định về nhà cái sức sống tiềm tàng, cái sức mạnh vùng đến giải phóng của con người. Và còn tài năng nghệ thuật thì đó là khắc họa nhân vật qua diễn biến tâm trạng. Đấy là chúng ta nói về nhân vật Mị, phân tích chung và đồng thời đi sâu vào hai cái chi tiết nghệ thuật rất cơ bản, rất tiêu biểu ấy, để nếu thành vấn đề riêng thì chúng ta cũng có thể phân tích sâu được. Chúng ta sang cái nhân vật chính thứ hai trong truyện ngắn vợ chồng A Phổ, đó là nhân vật A Phổ. Hai nhỏ, nhân vật A Phổ. Nhân vật A Phổ. Nhân vật này thì chúng ta sẽ gợi ý những nét chính. Gợi ý những nét chính. Và chúng ta cũng phân tích nhân vật này trên hai nội dung lớn, hai biểu hiện. Đó là hiện thân đau khổ và cũng là hiện thân của gì? Của sức mạnh phản kháng, sức mạnh vùng lên. Điều thứ nhất mà chúng ta đi sâu phân tích ở nhân vật này, A Phổ cũng là hiện thân của những đau khổ. Hiện thân đau khổ. Hiện thân đau khổ. Mà khi nói về A Phổ ấy, thì A Phổ là hiện thân đau khổ cho cái người dân miền núi, cái người lao động bị áp bức, cái người dân miền núi. Và A Phổ chính là điển hình của một thứ nông nô miền núi. A Phổ chính là điển hình của một thứ nông nô miền núi. Cái đau khổ của A Phổ là điều đó. Điển hình của một thứ nông nô miền núi. Đó. Nhưng mà trước hết thì chúng ta cũng nêu lên. Trước khi mà gì nhỉ, tác giả miêu tả A Phổ đó, với những cái đau khổ cả về thể chất và tinh thần ấy, thì ta thấy cái nguồn gốc xuất thân để thấy được A Phổ được tác giả miêu tả như thế nào. Đúng không? A Phổ ấy, trước hết là một cái chàng trai khỏe mạnh. Là một chàng trai khỏe mạnh. Một chàng trai khỏe mạnh. Một con người của núi rừng tự do. Và nhất là A Phổ là một người giỏi trồng trọt săn bắn. Giỏi trồng trọt săn bắn. A Phổ là một chàng trai mồ côi. Một chàng trai mồ côi. Đọc truyện thì các em thấy nào, đó là bố mẹ A Phổ mất trong một cái bệnh dịch đậu mùa. A Phổ là một chàng trai khỏe mạnh, một chàng trai mồ côi. Con gái trong bản nhiều người là mê A Phổ đấy. Bởi vì thêm vào đó, A Phổ lại gì nhỉ? Khỏe mạnh này, lại giỏi trồng trọt săn bắn. Và miêu tả A Phổ khỏe, thì tác giả ví A Phổ chạy nhanh như ngựa. Còn giỏi trồng trọt săn bắn, thì A Phổ là người biết đúc lưỡi cày, biết đục cái cuốc.
giỏi cày bừa và gì nhỉ, và có thể săn hổ rất táo bạo. Đi săn hổ rất táo bạo. Một con người khỏe mạnh, một chàng trai của núi rừng tự do như thế, nào giỏi trồng trọt săn bắn như vậy, mà cuối cùng là sao? A Phổ bị biến thành gì nhỉ? Bị biến thành nông nô. Đọc. Bị biến thành nông nô. A Phổ bị biến thành nông nô. Đọc. Vì sao lại thế? À, trước hết. Đọc. Là do A Phổ đánh A Sử. Đánh con quan này, đánh con nhà giàu. Đó. Cho nên A Phổ bị gì? Bị nhà thống lý Pa Cha bắt về phạt vạ. Bắt về phạt vạ. Và không có tiền thì phải vay tiền nhà thống lý Pa Cha để nộp phạt. Đó. Và sau đó thì A Phổ trở thành cái người đi ở không công suốt đời cho nhà thống lý. Đi ở không công, đi ở trả nợ suốt đời cho nhà thống lý. Bởi vì làm sao trả được 100 bạc trắng ấy. Các em lưu ý cái cảnh mà tác giả miêu tả A Phổ bị đánh phạt vạ như thế nào. Nào, con người bị hành hạ về thể chất và bị đánh nhục hình ra sao. Các em đọc lại cái chi tiết. Nào, từ một chàng trai khỏe mạnh, người con của núi rừng tự do ấy, trở thành gì? Kẻ đi ở không công suốt đời cho nhà thống lý. A Phổ cũng bị đầy đọa, bị tra đạp về phương diện tinh thần giống như mình. Nào, bị đánh đập, bị bóc lột sức lao động, đó là khổ về thể chất. Nhưng A Phổ cũng còn khổ cả về gì nhỉ? Về tinh thần. Cũng bị tra đạp về tinh thần như mình. Nào, mà cái biểu hiện, cái dẫn chứng tiếp theo, đó là sao? A Phổ cũng bị trình ma. A Phổ bị trình ma, bị cái nha ma nhận mặt, kèm cái lời nguyền độc địa của thống lý. Thống lý nguyền như thế nào? Đời mày, đời con mày tao cũng bắt thế nếu không trả hết nợ. À, cũng bị cái ma vô hình nó trói chặt cuộc đời nô lệ với nhà thống lý như vậy. Nhưng còn một điều nữa mà chúng ta thấy. A Phổ bị trà đạp về tinh thần như thế nào? Đó là gì nhỉ? Đó là cái chi tiết nghệ thuật. A Phổ bị biến thành cái vật thế mạng cho con bò đã bị hổ ăn thịt. Biến thành vật thế mạng cho con bò đã bị hổ ăn thịt. A Phổ đi chăn bò. Nào, và chẳng may có một lần rồi nhà có một con bò bị hổ ăn thịt. A Phổ nói với thống lý Pa Cha mượn súng để gì? Đi bắn con hổ. Bởi vì A Phổ nghĩ là nếu được con hổ thì còn giá trị hơn nhiều con bò đã bị gì? Bị con hổ ăn thịt. Nhưng không. Đó. A Phổ bị trói đứng vào cọc, đợi ngày chết khô chết héo nếu như không được bị giải thoát. Sinh mệnh của một con người nào, mà cuối cùng trở thành vật thế mạng cho con bò đã bị hổ ăn thịt. Đúng là cũng như mị thì A Phổ là hiện thân những đau khổ của người dân miền núi trước cách mạng. Ở đó có cả đau khổ về thể chất và có cả đau khổ về tinh thần. Đấy là phương diện thứ nhất ở nhân vật A Phổ. Cũng như nhân vật Mị thì ở A Phổ chúng ta còn thấy một điều nữa là A Phổ còn là hiện thân của sức mạnh phản kháng. Hiện thân của sức mạnh phản kháng. Hiện thân sức mạnh phản kháng. Ngay như là cái cách mà tác giả giới thiệu về A Phổ thì đã tiềm ẩn cái điều này. Một cái chàng trai khỏe mạnh như thế, một chàng trai của núi rừng tự do như thế, mà bị biến thành nông nô cho nhà thống lý, thì tất nhiên ở con người này tiềm ẩn một cái sức mạnh phản kháng. Và những cái chi tiết nào để thể hiện, để chứng tỏ là nhân vật A Phổ tiềm ẩn một cái sức mạnh phản kháng đó. Thì các em có thể lưu ý qua một số cái chi tiết tiêu biểu. Cái chi tiết thứ nhất đó là việc mà A Phổ đánh A Sử.
A Phủ đánh A Sử cũng thể hiện một sức mạnh phản kháng. Ý thế mình là con quan quyền lực đấy, ý thế mình có nhà giàu, đúng không? Thì A Sử đã gì nhỉ, đã phá cái cuộc vui à, cuộc vui xuân chơi xuân của A Phủ và các bạn. Và vì vậy không chịu đựng được cái cảnh đó, đó thì chính A Phủ đã gì nhỉ, đã trừng trị A Sử, đã đánh A Sử, một biểu hiện của sức mạnh phản kháng. Cái chi tiết thứ hai là khi A Phủ bị đánh phạt vạ, khi A Phủ bị đánh phạt vạ thì tác giả miêu tả là sao? Đó, A Phủ cứ im lìm như cái tượng đá, im lìm như cái tượng đá. Một hình ảnh, một cách so sánh rất miền núi nhưng mà đồng thời thể hiện được cái tính cách của A Phủ. Cái hành động im lìm như cái tượng đá của A Phủ chứng tỏ điều gì? À, chứng tỏ đây là một con người gì nhỉ? Nén cái nỗi căm giận, nén cái nỗi tủi hờn vào trong lòng. Đó. Và nó thể hiện một hành động, à, một biểu hiện đó là không bất tuân, bất tuân, phản kháng lại bằng chính cái hành động không nói năng, nhẫn nhục chịu đựng, im lìm như cái tượng đá. Chi tiết đó cũng cho ta thấy cái sức sức mạnh, cái sức sống và cả tiềm ẩn cả sự phản kháng của nhân vật A Phủ. Chi tiết thứ ba đó là khi bị trói thì A Phủ tìm cách giải thoát, tìm cách giải thoát. A Phủ đã tìm cách giải thoát. Nào, à, chúng ta nhớ cái chi tiết là cái lúc mà dì nhà Thông Lý Pa Cha trói A Phủ vào cổng và A Phủ dì nhà tìm cách cởi dây trói. Tất nhiên tác giả xây dựng cái chi tiết là dì nhà chuẩn bị thoát được rồi, chuẩn bị cởi trói xong thì dì nhà Pa Cha lại đến, lại xuất hiện và lại càng trói A Phủ chặt hơn. Nhưng chứng tỏ là trong cái hoàn cảnh ấy thì dì nhà A Phủ vẫn tìm cách giải thoát. Và khi bị trói lại không nhỉ, không thoát được thì chúng ta thấy rằng là cách tác giả như là gợi ý để chúng ta cảm nhận một cái cách hiểu là trong cái đôi mắt của A Phủ ấy không chỉ có những giọt lệ mà trong đôi mắt ấy dường như còn gì nhỉ, mà Mỹ có thể nhận ra như bập bùng cái ánh lửa phản chiếu từ cái bếp than hồng của Mỹ, nhưng đó cũng là cái ánh lửa, đó là ánh lửa của sức sống vẫn còn tiềm ẩn, vẫn chưa tắt hẳn trong con người A Phủ. Và chi tiết cuối cùng thể hiện cái sức sống, cái sức mạnh phản kháng của A Phủ, đó là khi được Mỹ cởi trói, khi A Phủ được cởi trói, khi A Phủ được cởi trói thì tác giả miêu tả là sao? Nào, lúc đầu ấy thì A Phủ khuỵu xuống vì kiệt sức, và điều này là rất đúng đó, bị trói đứng trong cái thời gian lâu như thế, cởi trói xong khuỵu xuống luôn. Nhưng mà sau đó thì sao? Sau đó thì A Phủ lại quật sức vùng lên chạy, A Phủ lại quật sức vùng lên chạy, cái dùng từ của tác giả quật sức vùng lên chạy tức là dồn tất cả những cái sức lực còn có trong người mình để vùng lên chạy. Một cái sức mạnh tiềm ẩn được huy động ở mức tối đa. Lúc đầu là A Phủ chạy trốn cái chết. Lúc đầu là chạy trốn cái chết. Không nhanh thì Thông Lý Pa Cha nó ra. Thì cuối cùng nó lại bắt lại. Cho nên lúc đầu là chạy trốn cái chết. Nhưng sau đó là đến với con đường giải phóng. Lúc đầu là chạy trốn cái chết, nhưng sau đó là đến với con đường giải phóng. Bởi vì như chúng ta đã từng nêu ra, từng chỉ rõ là sau khi trốn khỏi Hồng Ngài, đó, thì Mỹ và A Phủ đến Phiền Sa. Và A Phủ được giác ngộ cách mạng và trở thành đội trưởng đội du kích. Ấy. Còn Mỹ là gì nhỉ? Là đội viên đội du kích của Phiền Sa. Và cả hai người đã gì nhỉ? Tham gia đội du kích, đã chiến đấu dưới sự lãnh đạo của Đảng, đó, để chống lại gì nhỉ?
cả thực dân và phong kiến. Cho nên hình tượng nhân vật A Phổ cũng là hiện thân của sức mạnh phản kháng là như thế. Sau khi mà phân tích xong thì tất nhiên là các em cũng gì cũng cần khái quát lại cái giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo của chuyện ngắn vợ chồng A Phổ qua hình tượng nhân vật này. Cũng sẽ khái quát lại cái thành công nghệ thuật của Tô Hoài khi xây dựng nhân vật A Phổ. Và những cái khía cạnh đó, cái giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo cũng như là thành công nghệ thuật của toàn bộ chuyện ngắn vợ chồng A Phổ và để vận dụng vào từng trường hợp, từng nhân vật ấy, thì chúng ta sẽ đề cập tới ở cái bài tiếp theo. Bài tiếp theo chúng ta sẽ đi những vấn đề cuối cùng của chuyện ngắn vợ chồng A Phổ, đó là giá trị hiện thực, giá trị nhân đạo của tác phẩm và bên cạnh đó là những thành công nghệ thuật của chuyện ngắn này.